số 1. Trên sân số 7, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận chung kết nội dung đôi nam 31-35 mời 4 vận động viên Tạ Đương Thắng, Lê Xuân Tiến, Blauer, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Mạnh Tấn của Bình Định về sân vận động tài để làm phối hợp thi đấu. Trên sân số 2, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận chung kết nội dung đôi nam nữ 31-35. Mời 4 vận động viên Lâm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Bé Trâm của quốc viên 1, Kiều Quang Thiết, Nguyễn Thị Ngân Trang, Lan Bà Hoàng,
về xem là trọng tài thế nào trong thi đấu. Tên trong số 10, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập chung kết nội dung câu 5, 18, 30. Và có thành viên Dương Quyết Thắng, Lưu Hoàng Quân, Lê Nga, Lê Nhi Nam, Nguyễn Trung Nhiên, Nguyễn Trang Đi Tô, Lê Sơn Thật Thật Tài, Nam Đồng Đồng. Thank you.
Trên sân số 8, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận chung kết nội dung đôi nữ 18-30 mời 4 vận viên Nguyễn Thị Hà My, Trần Thị Thanh Xuân của đại thành phố, Nguyễn Phương Nhật, Nguyễn Châu Nhi Nhi của Hồ Hà về sân gặp tổng đài làm cổ động viên.
mời quý vị khán giả chúng ta cùng đứng dậy trên sân số 6. Đề nghị xin mời quý vị khán giả cùng vui lòng lên khán đài và tổ chức vậy. Xin cảm ơn. Xin các bạn, đề nghị quý vị khán giả và đoàn viên lên đó, mời quý vị khán giả chúng ta lên khán đài với ban tổ chức. Một lần nữa mời tổ chức xin kính mời quý vị khán giả chúng ta vui lòng lên vị trí chúng ta để nghe các trận đấu đảm bảo chuyên môn. Xin cảm ơn.
ai biết đường không? Anh bỏ trong cái thùng ở bên bè đâu? Để trong câu ở công ty mở, để vợ công ty mở. Nếu không có đứa một cầm đâu à. Thua 21-19. Trên sân số 3, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận chung kết cầu dung đôi nam nữ 18:30. Mời bốn vận động viên Nguyễn Tùng Giang, Nguyễn Mai Thảo Lam của tổ chức 1, Nguyễn Vũ Hùng, Lê Kim Văn của tổ chức 1 về sân gặp trọng tài để làm buổi tổng thi đấu.
anh đang ký nhận báo chí đó. Trên sân số 9, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận chung kết của vòng đấu nam nữ vô địch và bốn vận động viên đơn thể thi đấu đặc biệt là của Y Vũ, Trần Ngọc Điệu, Phạm Thị Thanh, Lan Cao Vân về sân vận động tại làm đội thi đấu. Thank you.
anh Tý di chuyển sau cho anh quay cảnh cuối tí không, tí anh kết thúc trận đấu, anh di chuyển sau máy giùm anh. Rồi.